Vì sao Tô Lâm bắt buộc phải xử lý Huy Đức sớm nhưng chậm công bố tin khởi tố? Vào ngày 1 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền các tin tức liên quan đến sự vắng mặt bất thường của nhà báo Huy Đức, một cây bút nổi tiếng trong làng báo Việt Nam. Cùng ngày, luật sư Trần Đình Triển, một đồng hương Hà Tĩnh của Huy Đức, cũng bị bắt giam nhưng không biết lý do. Phải tới tận ngày 7 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam mới chính thức công bố cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam nhà báo Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân. Cả hai đều bị cáo buộc với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao hai ông Huy Đức và Trần Đình Triển đã bị bắt từ ngày 1 tháng 6 nhưng mãi tới tận ngày 7 tháng 6 thì Bộ Công an của Việt Nam mới công bố quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam với hai nhân vật này, những người vốn được cho là túi khôn của phe Hà Tĩnh. Trước đó, theo đài BBC, bạn bè của Huy Đức vẫn hy vọng rằng khả năng cao nhà báo sẽ được trả lại tự do sau thời gian ngắn tạm giữ. Nhiều ý kiến của giới thạo tin khẳng định các bên liên quan đang thương lượng để đi tới quyết định cuối cùng sẽ xử lý hay tha bổng cho nhà báo Huy Đức. Theo giới quan sát, những điều này cho thấy tới thời điểm tạm giữ nhà báo Huy Đức vào ngày 1 tháng 6, cuộc chiến quyền lực giữa Tổng Trọng và Chủ tịch Tô Lâm vẫn chưa ngã ngũ trong việc định đoạt ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Một câu hỏi đặt ra là tại sao cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phải vội bắt nhà báo Huy Đức trong điều kiện chưa quyết định chắc chắn là tạm giữ rồi có thể trả lại tự do, hoặc giữ rồi khởi tố và bắt tạm giam. Theo giới quan sát, việc Bộ Công an quyết định câu lưu hai cái túi khôn của phe Hà Tĩnh là điều bắt buộc. Bởi để Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, nếu không bịt miệng hai nhân vật này, thì ông Tô Lâm và Bộ Công an lại rơi vào vết xe đổ, như trong sự kiện Quốc hội bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khá chật vật. Nếu ngược dòng thời gian vào ngày 19 tháng 5, trong cuộc họp báo giới thiệu chương trình nghị sự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông báo Quốc hội sẽ bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhưng sẽ không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm vì cấp có thẩm quyền chưa phê chuẩn nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Công an để thay thế. Ngay sau đó có rất nhiều ý kiến khác nhau bình luận thông báo vừa kể trên. Phe ủng hộ ông Tô Lâm khẳng định cựu Bộ trưởng Bộ Công an vẫn tiếp tục duy trì quyền lực của mình, đồng thời ca ngợi ông Tô Lâm đã hóa giải thành công sức ép từ phe Tổng Trọng đang chiếm số ghế áp đảo trong Bộ Chính trị. Nhưng bất ngờ, nhà báo Huy Đức lên tiếng phản đối cho rằng hiến pháp không cấm Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng, nhưng quyền lực nhà nước là chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, chứ không phải làm những gì pháp luật không cấm. Ngay lập tức gió đã xoay chiều, công luận đồng tình với nhà báo Huy Đức và cho rằng ông Tô Lâm đã là Chủ tịch nước thì không thể đồng thời vừa làm Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng ngay lập tức cái loa Bùi Văn Cường cũng trở giọng chiều ngày 21 tháng 5 cho rằng Quốc hội đã đồng ý bổ sung thêm một nội dung với chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 7, Quốc hội 15, theo đó Quốc hội thực hiện các quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và bầu Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm. Do vậy, sự kích động của Huy Đức đã đẩy Chủ tịch Tô Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo giới phân tích, việc ông Tô Lâm bất ngờ bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an không phải hoàn toàn do dư luận, nhưng chắc chắn dư luận một phần quyết định trong đó, bàn tay của Huy Đức đã góp phần không nhỏ. Tương tự, Facebook Thái Lâm Phạm, một người nổi tiếng trên mạng xã hội trong một status phản biện tất cả các thể loại ca ngợi Huy Đức như một tượng đài này kia, đã cho rằng ngày xưa Huy Đức đánh bẫy khủng khiếp, ông ấy lôi thông tin từ thời đóng khố của bẫy ra nhằm bôi nhọ để mà hạ bệ. Trong khi kinh tế thì thể bẫy sụp sôi, đầu đầu cũng thấy nụ cười phơi phới. Và điều quan trọng nữa, đất nước khi đó sắp thoát chung thành công khi bẫy ngả hẳn sang Mỹ. Nhưng cuối cùng, nhờ công của Huy Đức, người ta đánh bại cái rẹt. Đấy, tất cả là nhờ một phần không nhỏ tài đánh đấm của Huy Đức. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Tô Đại bắt buộc phải xử lý Huy Đức sớm nhưng chậm công bố tin khởi tố.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng, chọn Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng? Việc Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an là một sự bất ngờ lớn trong cuộc chiến quyền lực của ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Phe Chủ tịch nước của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã lật ngược được thế cờ và trở thành thế lực làm chủ cuộc chơi, đồng thời đã đẩy phe cánh của Tổng Bí thư Trọng và các cấp có thẩm quyền vào thế bị động. Theo giới quan sát, còn tới 16 tháng nữa mới diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Điều đó đã báo hiệu cho thấy cuộc đấu đá tranh giành ghế Tổng Bí thư cho Đại hội lần thứ 14 hiện nay mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến đẫm máu, không khoan nhượng giữa các phe cánh trong Đảng sẽ ngày càng gay gắt hơn. Đáng chú ý, cũng trong ngày 6 tháng 6 năm 2024, sau khi tướng Lương Tam Quang được Quốc hội chuẩn thuận chức vụ tân Bộ trưởng Bộ Công an, truyền thông nhà nước đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản đối với Trung Quốc về vấn đề yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26. Đây là một chỉ dấu cho thấy quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh lại trở nên căng thẳng khác thường, trong khi tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đã dẫn các ý kiến của giới phân tích về chính trị Việt Nam cho rằng người Trung Quốc dự kiến sẽ có được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng này. Đến nay, theo giới quan sát, lãnh đạo Trung Nam Hải vẫn giữ thái độ im lặng trước sự thắng lợi áp đảo của Tô Chủ tịch trước Tổng Trọng. Trong khi đó, nguồn tin của Thời báo.de đã đưa ra các tin tức rất đáng quan tâm có liên quan đến lý do dẫn tới chiến thắng bất ngờ của ông Tô Lâm và phe cánh Bộ Công an vừa qua. Một là nguồn tin khẳng định ông Tô Lâm với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh đã ép tập thể Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải đồng thuận với cam kết với Trung Quốc trong việc nhượng tỉnh Lào Cai của Việt Nam trở thành một tô giới của Trung Quốc trong thời gian 100 năm, như Hồng Kông trước đây mà nhà Thanh đã trao cho Anh Quốc vậy. Để đổi lại, ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư trong thời gian tới đây. Vẫn nguồn tin vừa tiết lộ nói những thông tin mới nhất về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin cho biết, ông Trọng đã mắc chứng bệnh ung thư máu ác tính. Hiện nay, công thức máu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở mức báo động. Cụ, tức là ông Trọng, tối qua bị ngã trong phòng vệ sinh bệnh viện 108 và hôn mê sâu. Nhưng sáng nay đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn thở oxy và phải truyền thức ăn qua đường ống thực quản. Gia đình xin bệnh viện đem về nhà, nhưng Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương không đồng ý. Con trai của Tổng Bí thư cũng đem máy tụng kinh và đặt đầu giường mấy hôm nay rồi. Thời báo.de chưa có điều kiện xác thực độ chính xác của các nguồn tin kể trên. Nói về lý do Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ đảo ngược tình thế để trở thành người làm chủ cuộc chơi quyền lực, và với kết quả bước đầu đã đưa ông Lương Tam Quang thay cho ông Tô Lâm kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an khi chưa là Ủy viên Bộ Chính trị là một ngoại lệ chưa từng có của Đảng này. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 5 tháng 6 đã đưa ra những nhận xét rất đáng chú ý và cho rằng đây là những yếu tố mang tính quyết định, theo ông Quang Nga chia sẻ. Thứ nhất, ông Tô Lâm chắc chắn có một đội ngũ khá là mưu lược giúp ông ấy tính toán các đường đi nước bước. Ví dụ khi bầu Chủ tịch nước vào hồi tháng 5 năm 2024, một vấn đề là nếu miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an trước rồi bầu Chủ tịch nước sau thì nhỡ mà miễn nhiệm Bộ trưởng Công an rồi nhưng sau đó người ta lại không bầu ông làm Chủ tịch nước thì sao? Theo tôi, tức là cứ thứ tự việc làm cái gì trước, cái gì sau là rất quan trọng, ông A nói. Thứ hai, vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang A chia sẻ về khả năng ông Lương Tam Quang để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an hay không. Ở đây giống như đánh cờ vậy. Nước cờ nào đi trước, nước cờ nào đi sau là rất quan trọng. Thứ tự của mỗi đường đi nước bước cũng là quan trọng. Thứ tự làm bộ trưởng trước, bầu vào Bộ Chính trị sau của ông Lương Tam Quang là thứ tự tốt nhất cho phía ông Tô Lâm. Còn nếu đi theo bước bầu vào Bộ Chính trị trước, làm Bộ trưởng Bộ Công an sau thì sẽ khó hơn vì có khả năng không trúng Bộ Chính trị. Mà nếu không trúng Bộ Chính trị thì khó mà làm Bộ trưởng Bộ Công an tiếp theo. Trong trường hợp này, thứ tự các bước đi như phân tích mà tiến hành miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an và bầu chức Chủ tịch nước rất quan trọng. Lần này với ông Lương Tam Quang cũng như vậy. Những điều vừa kể trên cho thấy nguyên nhân
chính ban lãnh đạo Bắc Kinh muốn thay ngựa giữa dòng. Họ sẽ đổi một con ngựa đã quá già lại thêm lắm bệnh nhiều tật bằng một con ngựa trẻ hơn nhưng tinh thần bán nước thì cũng không kém gì nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Bắc Kinh thay ngựa giữa dòng, chọn Tô Chủ tịch thay cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.